Xin chào cả nhà, mời cả nhà mình cùng lắng nghe một vài câu chuyện ngắn vui đi giải trí nhé. Bông hồng có chân. Bé vô va đi học lớp 1. Hôm nay cô giáo dạy vẽ và kêu mỗi bé hãy tự vẽ một bông hồng theo cách suy nghĩ và trí tưởng tượng của mình. Và vô va nắn nót vẽ để nộp bài cho cô giáo như các bạn. Cô giáo sai sưa chấm bài, hết bài này đến bài khác. Bỗng nhiên cô dừng lại và ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng. Cô kêu tên vô va lên và cô hỏi. Cô thật là bất ngờ với bức tranh vẽ hoa hồng của con. Hãy nói cho cô biết đã bao giờ cô dạy con vẽ bông hồng có chân hay không? Vô va ngây thơ, mắt ngấn lệ. Thưa cô, vì tối qua con nghe ba con nói với mẹ con rằng bông hồng bé nhỏ của anh ơi, hãy dang chân ra đi. Cái ấy. Trong 1 giờ trên giảng đường, cô sinh viên đang mơ màng thì đột nhiên bị giảng viên gọi đến. Chị cho tôi biết bộ phận nào của cơ thể có thể tăng kích thước lên gấp 7 lần bình thường. Cô sinh viên đỏ mặt ấp úng. Dạ cái ấy là... Giảng viên bực mình mắng. Thôi cô ngồi xuống đi. Bộ phận mà tôi hỏi là cái phổi. Cái ấy của cô thì chỉ gấp 3 lần thôi. Cúng đám dỗ. Ở một ngôi làng nọ có 2 vợ chồng trẻ và ông bố chồng bị mù cả 2 mắt, cùng sống ở một ngôi nhà. Sau một thời gian hương lửa mặn nồng, chẳng may thì người chồng bị ốm nặng. Nhắm không qua khỏi, anh ta bèn gọi vợ đến dặn dò lần cuối. Anh ta dặn vợ đừng cúng kiến gì khi dỗ, để tiền còn lo cho ông già. Anh ta chỉ yêu cầu cô vợ cúng cho anh ta món gì mà anh ta thích nhất khi còn sống. Thế rồi anh ta nhắm mắt xuôi tay. Cuối cùng rồi cũng mồ yên má đẹp. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã đến ngày dỗ đầu. Sáng hôm ấy chị vợ chuẩn bị đồ đi chợ để mua đồ cúng. Nhưng chị ta chợt nhớ đến lời dặn của anh chồng. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chị chợt nhớ ra món mà anh chồng thích. Thế rồi chị ta quay trở vào nhà, tắm rửa thật sạch, rồi leo lên bàn thờ nằm để anh chồng hưởng. Phần ông cha già cũng nhớ đến ngày thằng con qua đời. Hôm ấy ông cũng đến bàn thờ thắp nhang cho con, sẵn tiện xem thử đứa con dâu có cúng kiến gì không. Ông đưa tay lên sờ sờ trên bàn thờ, đụng ngay đầu tóc của cô con dâu. Ông gật gù. Con bé này thế mà khá, mua cả đầu heo về cúng cho chồng nó đây này. Nhưng mà sao lại đoán thế? Mua đầu heo gì mà không cạo lông. Lúc này cô con dâu hoảng quá, không biết làm gì hơn là nằm im chịu trận. Ông già lại tiếp tục lần tay xuống đến ông lắm bấm. Lại cả 2 chén cơm cúng còn nóng hổi nữa đây này. Lại tiếp tục lần xuống nữa đến bụng. Ai chà, lại cả thịt mỡ nữa. Nhưng sao lại không cắt ra, lại để nguyên cả miếng thế này làm sao mà nó ăn. Tiếp theo tới cái chỗ mà ai cũng biết là cái gì rồi đấy. Con bé thế mà khéo, lại nhớ cả thằng chồng nó thích ăn rau sống, nên mua cả dĩa rau sống nữa. Nhưng mà sao lại toàn là cọng không thế này. Đến lúc này thì chị con dâu không chịu nổi nữa, nên đã ra ướt cả tay ông già. Ông lão giật mình. Thôi chết, đổ chén nước mắm rồi. cái này thì được. Hai vợ chồng nhà nọ hay gây gố và đánh lộn như cơm bữa. Một buổi chiều ăn cơm xong, hai vợ chồng lại đánh nhau một trận tơi bời khói lửa. Buổi tối, người ta lại nghe thấy chị vợ thì thào trong bóng đêm. Cái tay này hồi chiều đấm bà, xê ra. Cái chân này hồi chiều đá bà, xê ra. Cái mồm này hồi chiều cắn bà, chửi bà, xê ra. Còn cái này thì được, cái này hồi chiều chẳng làm gì với bà hết. Chân tình, chân thật. Các nhà ngôn ngữ học Việt Nam sau khi nghiên cứu đã không giải thích được sự khác nhau giữa chân tình và chân thật. Họ quyết định ra xã hội để tìm hiểu thêm. Qua nhiều lần gặp gỡ các giáo sư, bác sĩ, nhà văn hóa, họ vẫn chưa rút ra được kết luận cụ thể nào về sự khác biệt của hai từ này. Một hôm, một người trong đoàn xuống nông thôn điều tra, gặp một nông dân. Ông ta mời về nhà chơi. Không có chút hy vọng gì, nhưng nhà ngôn ngữ học này vẫn hỏi. Dạ thưa bác, chúng cháu đang tìm sự khác nhau giữa chân tình và chân thật, mong bác giúp đỡ. Bác nông dân trả lời. Có gì khó đâu mà các anh đi tìm, rất là đơn giản. Nhà ngôn ngữ học mừng thầm nói, vậy mong bác giúp cho. Bác nông dân trả lời, chân tình ở giữa chân thật, có gì khó đâu mà anh đi tìm. Chờ gì? Hai vợ chồng nọ đi theo một đoàn khách du lịch đến thăm bảo tàng Louvre. Ở đây ông chồng cứ đi qua đi lại trước bức tượng cô gái thỏa thân, với chỉ có đọc mỗi chiếc lá nhỏ ở trên mình. Thấy chồng không chịu đi mà đôi mắt cứ dán tịch vào bức tượng, cô vợ gắt. Anh chờ đợi cái gì thế? Chờ mùa thu à? Chơi chữ. Một anh chàng có nuôi một chú chó con, đặt tên nó là Banh. Anh chàng rất thương chú chó lắm, xem chú như là đứa em của mình. Đêm nào cũng ngủ chung với nó. Mãi đến khi anh lấy vợ, đêm tân hôn ấy anh và vợ đang ân ái thì chú chó lại mò lên giường anh ta. Lúc này anh nói một cách nhẹ nhàng, Banh ra em. Nhưng chú chó vẫn không chịu đi. Một lúc sau, anh lại hô lớn hơn chút nữa. Banh ra em! Lần này chú chó vẫn không đi. Anh tức quá, giận và hét lớn hơn. Banh ra em! Lần này, bà vợ chịu không nói nữa mới la lên. Em đã banh ra hết cỡ rồi còn gì?